dù cổ tay của anh em có bằng hay là có đen nữa bao nhiêu mà lên tay con đồng hồ này là đảm bảo chỉ có một từ thôi, chất. Đây là một phiên bản đồ khung thép 316 không rỉ và được phay nhám đi, nhìn rất là ngầu và rất này rất là chất luôn á. Nếu vợ mà không cho tiền mua AP á thì anh em nên chọn con này nè, rẻ, bền, đẹp, chất, đáp ứng mọi tiêu chí, cảnh xa phi luôn, không có từ nào mà để chê cho con đồng hồ này nữa. Nói chung là con đồng hồ này đúng nghĩa với từ là anh em mang đi đâu cũng được, trong mọi trường hợp luôn. Đồi đồng, cối đá, đi bơi, đi lặn, đi làm, đi cày, đi cuốc, đi chơi, đi nhậu, đi kara, đi bar, đi sàn. Nói chung là anh em đi đâu cũng được hết á. Và giá lại rẻ nữa chứ. Kính sapphire không kim loại, chống nước thì thôi khỏi nói luôn đi. Bảo hành cho anh em trọn đời, bảo hành cho anh em vĩnh viễn, bảo hành cho anh em bất tử luôn. Chiếc đồng hồ này mà anh em còn chê nữa thì thôi tôi bó tay luôn nha.